vận động viên phá kỷ lục Olympic của bố sau 20 năm. Vận động viên ném đĩa Mykolas Alenka người Lithuania không giành huy chương vàng tại Olympic Paris nhưng đã phá kỷ lục Thế vận hội mùa hè tồn tại suốt 20 năm của bố. Trong lần đầu dự Olympic, chàng trai 21 tuổi thi đấu xuất sắc tại chung kết hôm 7 tháng 8. Mykolas Alenka đạt thành tích 69,97m ở lần ném thứ hai, phá kỷ lục 69,89 do chính bố của mình thiết lập tại Olympic 2004. Kỷ lục của bố Mykolas Alenka, Vergiliyuk Alenka, tồn tại qua 4 kỳ Olympic cho đến khi bị con trai phá vỡ. Tuy nhiên chàng trai Lithuania lại không giành được huy chương vàng Olympic Paris. Vận động viên có thành tích tốt nhất nội dung này là Roger Stona người Jamaica, hơn Mykolas Alenka 3cm. Roger Stona ném xa 70m trong lần thi thứ tư. Vận động viên Matthew Denny của Australia giành huy chương đồng với 69,31m. Trước đó vào tháng 4, Mykolas Alenka phá kỷ lục thế giới tồn tại 38 năm khi ném xa 74,35m tại giải Oklahoma Trail Series ở Mỹ. Anh trai Martina của Mykolas cũng tranh tài ở môn ném đĩa. Tuy nhiên vận động viên 23 tuổi không lọt vào chung kết sau khi chỉ đạt 58,66m ở vòng loại. Bố Mykolas và Martina là tên tuổi lớn làng ném đĩa Lithuania, giành huy chương vàng hai kỳ Olympic 2000 và 2004 cùng HC đồng 2008. Mykolas Alenka giành huy chương bạc đầu tiên cho Lithuania tại Olympic Paris. Trước đó, đoàn đã có 2 tấm huy chương đồng. Tính đến hết ngày 8 tháng 8, Lithuania đang xếp thứ 66. Đoàn Mỹ đang dẫn đầu với 30 huy chương vàng, Trung Quốc bám sát với 29 huy chương vàng. Các đoàn Australia, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Italy và Đức nằm trong top 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.